Vâng, xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn tham quan một tác phẩm có tên là Xanh, Xanh Lộc ạ. Vâng, một tác phẩm này trên một cái gỗ, vâng, cái gỗ sao ở trong miền Trung, ở trong Khánh Hòa chuyển ra. Nhân tiện có anh Đặng Duy Đạt ạ, vâng, là người đang quản lý và giới thiệu tác phẩm này. Chúng ta đến để có một số câu hỏi về với anh. Vâng, xin chào anh Đặng Duy Đạt. Vâng, chương trình muốn có một số câu hỏi với anh là anh có thể giải thích về cái tác phẩm mà mình đem ra triển lãm Hội Sinh Vật Cảnh năm 2018 tại tỉnh Bắc Giang. Vâng, anh có thể giải thích cho khán giả rõ một chút về cái ý nghĩa, vâng, của cái tác phẩm mình ạ. Thì mang tên là Xanh Lộc, hay là Xanh Nam Liên, còn kia là cái là Lộc Vân, hôm nay tự nhiên hết. Hôm nay thì hôm nay thánh thủy, nay thánh nước được phải chịu ẩm cho cây. Con dòng gỗ này thì dòng gỗ sao nó chịu ẩm, chịu mưa, chịu nắng. Tác phẩm này dài 7 mét. Tác phẩm dài 7 mét, độ ngang khoảng độ bao nhiêu anh? Độ ngang thì khoảng 1 mét. Độ ngang 1 mét. 1 mét, 1 mét 2 vậy đó. Vâng. Có phải là cái tác phẩm gỗ sao là cái gỗ mà anh giải thích là họ đóng tàu thuyền ạ? Dạ, vâng, rồi. Anh có thể giải thích kỹ một chút về cái giá trị của cái gỗ sao này không ạ? Giá trị của cái bộ này thì tầm khoảng 600 triệu. 600? Dạ, đây là một thân cây. Thân cây tự nhiên. Một thân cây lúa, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Vâng, một tác phẩm dài 7 mét. Một tác phẩm dài 7 mét thật sự là lớn. Vâng, nhân tiện anh Đạt có thể cho khán giả biết được số điện thoại của anh không ạ? Số điện thoại của mình là 0935 931 954. Vâng, vâng, cảm ơn anh Đạt rất nhiều. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tác phẩm. Vâng, tác phẩm này thì cái xanh lam điền được gài đá thấm thủy, cái chiều cao của viên đá cũng phải đến 1,5 mét ạ. Và 1,5 mét, cái bề ngang cỡ khoảng lục của 1,3 mét, và viên đá thấm thủy. Vâng, đứng ở vị trí này chúng ta nhìn toàn bộ chiều dài của tác phẩm. Vâng, chiều dài 7 mét. Theo như anh Đàn giải thích, buổi tối khi mà ánh đèn hắt lên thì toàn bộ tác phẩm này nó sẽ được nổi bật lên tuyệt đẹp. Vâng, một cây xanh lam điền ôm đá thấm thủy khá lâu năm rồi. Khi đứng ở vị trí gần như thế này thì các bạn hình dung chúng ta như lạc vào một khu rừng. Vâng, dễ đan xen chẳng chịt, trồng chéo vào nhau hết rồi. Vâng, những cái rễ nhỏ này thì mai mốt nó to ra, tạo nên sự cân đối cho toàn bộ cái mặt sau của tác phẩm. Vâng, và thưa các bạn, đây là tổng thể của tác phẩm. Vâng, với một tác phẩm khổng lồ dài 7 mét này thì chuyển từ trong miền Nam ra thật sự là một sự kỳ công. Thật sự là kỳ công.
đây là cái thuyền hồi xưa nó vớt ở sông lên đây. Đây là cái thuyền. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.